Quý Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Như Một Điều Ước. Tên chương trình cũng đã nói lên tất cả mọi thứ. Trong cuộc sống này ai cũng cần có những điều ước cho riêng mình, cho gia đình, cho xã hội. Và trong chương trình Như Một Điều Ước, chúng tôi cần một điều ước được hoàn thành cho nhân vật của chúng tôi. Chẳng may chúng ta bị một căn bệnh nào đó, và đặc biệt những căn bệnh hiểm nghèo, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ ước nguyện rằng chúng ta sẽ khỏi bệnh. Hoặc nếu như mà có những hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta cũng ước rằng là ước gì chúng ta được có thêm nhiều kinh phí để có thể điều trị bệnh, vân vân. Một điều ước nó mang rất nhiều ý nghĩa, và mong rằng với một điều ước này sẽ lan tỏa những cái thông điệp yêu thương, chia sẻ để dành cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Hãy đến với Như Một Điều Ước. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV3 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của Bệnh viện Stanford. Bảo Anh mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Như Một Điều Ước. Và ngày hôm nay thì Bảo Anh cảm thấy rất là vui khi mà có thể thay mặt những người thực hiện chương trình Như Một Điều Ước là một chiếc cầu nối để chúng ta có thể đến thăm một gia đình, mà ở đó chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của gia đình của họ. Và đặc biệt là chúng ta có thể chia sẻ, gửi đến họ một lời động viên cho một tinh thần lạc quan để có thể chống chọi lại bệnh tật. Và không để cho quý vị chờ lâu nữa, hãy cùng theo chân Bảo Anh đến thăm gia đình của anh Bằng, chị Xưa, quý vị nha. Xin mời quý vị. Có ai ở nhà không ạ? Dạ có chị ơi, chờ em tí xíu chị ơi. Dạ, cho em hỏi phải nhà chị Xưa không? Dạ, phải. Em chào chị. Dạ, em chào chị. Em là Bảo Anh đến từ chương trình Như Một Điều Ước ạ. Dạ, xin mời chị ngồi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Năng Khoai, con lấy nước cô uống Khoai. Dạ. Anh ơi anh, lên có khách anh ơi. Em chào anh là anh Bằng đúng không ạ? Dạ. Dạ. Dạ, vậy là hôm nay may quá. Chương trình Như Một Điều Ước đến thì gặp đủ cả nhà mình ở đây. Em cũng có đến đây hỏi thăm chòm xóm về gia đình của mình, thì được biết là hoàn cảnh của mình là có anh đang bị bệnh ung thư, có chị cũng đang bị bệnh ung thư, và cậu con trai của mình là con cũng có bệnh về tim đúng không? Dạ, là khoảng năm lớp 5 là con phát hiện là con hay bị mệt, nên là con nói mẹ đi khám thì mới phát hiện ra là bệnh tim, chứ con cũng không có biết là bị hồi nào á. Con có uống thuốc mỗi ngày hay là tim thì nó sẽ không có, nó không hết mà nó sẽ tái đi tái lại á, thì bây giờ đi học á, con có vận động mạnh, có thấy còn mệt hay là như thế nào không? Dạ cũng có, mà khoảng từ lên lớp 6 là con ngưng đi khám rồi. Chắc là cũng phải lâu lâu cho bé đi khám lại chị, tại vì bệnh tim thì nói vậy chứ cũng không ỷ y được. Mặc dù bị bệnh như vậy nhưng mà ước mơ của con có liên quan gì đến cái môn học mà con yêu thích không? Dạ con ước mơ là con được làm đầu bếp. Ồ, làm đầu bếp hả? Dạ. Hơi ngạc nhiên nghe. Đây là một cái ước mơ rất rõ rệt luôn. Thì thật sự nếu như mình ước mơ những cái ngành nghề khác thì mình còn phải tìm kiếm cái hướng đi. Nhưng mà đầu bếp là một cái nghề rất là rõ. Và không ngờ là một chàng trai lại thích nấu ăn. Mà cô bật mí với lại Khoa biết rằng là hầu như các đầu bếp nổi tiếng tại Việt Nam hoặc trên thế giới thì đầu bếp nam rất là nhiều. Con là một cái món quà lớn nhất, một cái động lực lớn nhất dành cho mẹ Xưa và ba Bằng. Nên là cái sự nỗ lực của con, cái tinh thần của con không được gục ngã. Đồng ý không? Ừ. Mà em hỏi thăm là cái tay chị hôm nay em thấy hơi sưng á. Dạ. Là mình do bị... cái di chứng mình bị ung thư vú. Trước kia rồi mình mổ tới hạch nách, do đó bây giờ phù hạch bạch huyết, do đó cái tay như vậy. Rồi bây giờ anh bị ung thư gì hả anh? Em bị thực quản vậy, ung thư thực quản. Dạ. Còn mổ ống đặt vậy nè, bơm vô, nước vậy là không uống được luôn. Vậy là bơm cả thức ăn và nước vào trong thuốc cái luôn. Ống thuốc. Đó hết. Dạ. Cái ảnh đang. Dạ. Tại vì bị mổ vậy cứ nước không nuốt nước vô được. À là lâu đâu phải đi khạc ra. Đúng rồi, chị. Dạ. Dạ. Em thấy nhiều gánh nặng anh chị quá mà em. Thì bây giờ làm sao mà anh chị đảm kham nổi về cái mặt tài chính hả chị Xưa? Thì lúc bệnh thì cũng có anh chị em dù của trong nhà hỗ trợ được phần nào hay phần nấy. Dạ. Thực ra là hoàn cảnh của mình thì chắc là quý vị khán giả theo dõi chương trình nhìn thấy là đã hiểu như thế nào rồi. Yeah. Nhưng mà trong chương trình Như Một Điều Ước á, còn có một cái phần kết nối với lại trường quay. Có anh MC Quyền Linh ở đó cùng với lại bác sĩ của Bệnh viện Ung Thư Stanford và một vị khách mời nữa.
thì sẽ cung cấp thêm những cái thông tin về mặt y khoa cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về căn bệnh cũng như là những cái hướng điều trị cho cái căn bệnh này. Thì cho phép em được xin anh chị cái bệnh án của mình để cho mọi người biết rõ hơn về cái căn bệnh của mình là như thế nào, được không ạ? Dạ được chị, vậy để chị chờ em ha. Dạ. À, có nguyên bộ hồ sơ không chị? Còn hay là cái giấy này, cái là giấy này là gì? Giấy này, giấy ra viện. Giấy này là mình có chẩn đoán bệnh. Và thông tin về bệnh của anh Bằng là nút nghẹn độ 3, ung thư thực quản giữa C15. Dạ, với thông tin mà báo anh cung cấp thì hy vọng rằng là MC Quyền Linh cũng như là bác sĩ Bệnh viện Ung thư Temfor và khách mời chúng ta sẽ có những cái trao đổi với nhau, và đặc biệt là nhờ bác sĩ sẽ tư vấn và cái hướng điều trị như thế nào. Giống như anh Bằng có chia sẻ là anh cũng mong muốn là bây giờ điều kiện kinh tế của gia đình không có, anh chỉ mong là anh có thể hết bệnh để có thể đi làm lại cán đáng cái vấn đề tài chính cho gia đình của anh chị. Linh nghĩ rằng hoàn cảnh năm nay nó vô cùng đặc biệt khó khăn thưa quý vị. Một gia đình như vậy thì một người bị ung thư giữa, một người bị ung thư vú, một người bị bệnh tim. Nghe thôi, thật ra chúng ta là người ngoài chúng ta còn đau, đừng nói chi là người trong nhà. Một người bệnh đã khó rồi, hai người bệnh rồi, ba người bệnh, mà hoàn cảnh gia đình anh chị ngày hôm nay cũng đâu có phải là khá giả gì đâu quý vị. Đó là một câu chuyện rất đáng thương tâm và rất đáng để mọi người quan tâm, chia sẻ. Bây giờ thì tôi sẽ cùng trao đổi câu chuyện trong ngày hôm nay cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Thảo. Rất vui được gặp lại bác trong chương trình. Chào Quốc Trường, chàng trai đẹp trai. Quốc Trường xin chào chương trình Như Một Điều Ước. Chào bác sĩ, chào anh Quyền Linh. Trường thì cũng đã xem rất là nhiều chương trình, nhưng mà chưa bao giờ thấy một cái hoàn cảnh nào mà nói chung là lại bi kịch đến như vậy. Chỉ có ba người trong gia đình mà cả ba người đều đã bị bệnh, mà đều là những căn bệnh nan y, cho nên thật sự là Trường cũng không biết nói như thế nào hơn nữa. Trường hy vọng là các mạnh thường quân hoặc là các khán giả đang xem chương trình này hãy phát tâm ủng hộ cho các thành viên trong gia đình. Và qua chương trình này, Trường cũng gửi lời đến các thành viên trong gia đình là ông trời không cho ai hết tất cả những gì, mà cũng không bao giờ lấy ai tất cả những gì. Thì đâu đó vẫn có những cái hy vọng. Thì mong là gia đình sẽ luôn vững tin, đoàn kết và cố gắng vượt qua cái hoàn cảnh này. Trường hy vọng là sau đó thì gia đình chúng ta sẽ có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Trường tin là điều đó sẽ xảy ra. Mỗi một năm như vậy thì Trường khám định kỳ bao nhiêu lần? Dạ, thường là một năm là một lần. Nhưng mà đôi lúc á, khám định kỳ là một lần, nhưng mà đôi lúc mình có như là đi nhổ răng nè, cũng phải xét nghiệm tổng quát nè, hay là mình làm cái gì đó, bệnh gì đó thì mình cũng xét nghiệm tổng quát ngang luôn. Cho nên đôi lúc trung bình là một năm, mà đôi lúc là một năm lại là hai lần luôn. Trường có mua thuốc trên Google không? Dạ không. Có khám bệnh trên Google không? Dạ không. Tại sao? Tại vì thói quen của mình là mình khám bệnh là đến phòng khám, thì mình cảm giác nó an toàn hơn là trên Google. Bây giờ là trí tuệ nhân tạo AI rất là thông minh rồi, nhưng mà đôi lúc nó vẫn bị lỗi. Em cũng dùng cái chat GPT á, nhưng mà đôi lúc mình hỏi những cái câu á, nó trả lời rất là đúng, nhưng có những câu nó vẫn bị nhầm lẫn. Mà cái sức khỏe của mình thì nó rất là quan trọng. Sức khỏe là nền tảng của tất cả mọi thứ trong cuộc sống, cho nên cái gì nó phải chắc chắn mới được. Đó. Quý vị thấy không? Thật ra đa số những cái người ở vùng sâu vùng xa đó, họ không có điều kiện đến với bác sĩ. Họ cứ kêu con gõ Google cái ho rồi mình mua gì, chạy ra tiệm thuốc mua. Đó là một trong nguyên nhân rất nhiều nó dẫn đến tình trạng bệnh nặng lại càng thêm nặng thêm. Dạ. Đấy. Linh xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Thảo rằng là cái ung thư thực quản giữa là bệnh gì ạ? Dạ, xin nói chính xác này với nghệ sĩ Quyền Linh. Đây là ung thư thực quản 1/3 giữa. Thực quản người ta chia làm 3 phần. Phần 1/3 trên, 1/3 giữa và 1/3 dưới. Tác nhân mà người ta thấy rõ nhất là về vấn đề sử dụng rượu mạnh. Thứ hai là sử dụng thuốc lá. Đấy. Và thứ ba nó yếu tố nhỏ thôi, tức là yếu tố di truyền. Là ăn uống, nếu chúng ta sử dụng ăn uống là ăn cay nhiều này, rồi ăn nóng nhiều này, thì nó gây ra một cái, nó gọi là bỏng nhẹ cái đường thực quản. Nhưng nếu như mà cứ nhiều lần làm như thế thì nó thành ra mãn tính. Và trên cái cơ sở
bỏng mãn tính thì nó sẽ gây, nó một trong những tác nhân gây ra là nguyên nhân gây ra ung thư thực quản. Ung thư thực quản thì hiện nay cái phương pháp điều trị như thế nào thưa bác? Cái phác đồ mà chúng tôi muốn nêu ra là điều trị can thiệp tinh chuẩn, tức là với cái khối u 1/3 giữa thực quản, người ta có thể đưa cái ống, một cái catheter qua cái ngả đường động mạch cảnh này. Khi đưa vào thì nó có cái màn hình rất to, CT mình mới quan sát thì thấy cái ống đó nó đi vào đúng cái nhánh động mạch mà nuôi cái phần thực quản ấy. Người ta bơm hóa chất vào, người ta nút mạch lại thì cái hóa chất đó nó chỉ khu trú trong khu vực đó thôi. Nó chỉ khu trú trong khu vực ấy thôi và nó không lan ra toàn thân. Thế và nó có ưu việt này. Thứ nhất, một lần truyền hóa chất như thế thì nó cái tác dụng của nó gấp 4 lần khi mình truyền đường tĩnh mạch, cộng thêm cái phương pháp là cấy cái hạt phóng xạ vào đấy, tức là ta qua máy người ta cắm trực tiếp cái hạt phóng xạ vào cái vùng tổn thương cái khối u 1/3 giữa thực quản ấy chẳng hạn. Và như thế chất phóng xạ đấy là Y125 nó sẽ phát huy tác dụng trong vòng 6 tháng và nó như hạt tấm thôi. Và sau đó thì không phải lấy ra, nó chỉ còn cái vỏ đấy. Phát huy tác dụng hai phương pháp đó tại cái chỗ đó là tuyệt vời. Nhưng người ta còn có thể làm hơn thế nữa. Tức là với cái quan điểm ung thư bọn tôi điều trị ấy, thì ngoài cái chuyện điều trị tại chỗ thì phải điều trị toàn thân. Thế thì nó có một phương pháp nó gọi là tế bào miễn dịch sinh học. Tế bào miễn dịch sinh học tiêm vào cơ thể bệnh nhân thì nó hai tác dụng. Một là nó tham gia cùng với cái xạ trị và hóa trị liệu đó tại cái vùng mà tổn thương đã phát hiện khi mà nội soi thế rồi. Nhưng cái phần thứ hai quan trọng hơn là cái tế bào, trong cái loại tế bào miễn dịch, tế bào lanh phô tê ấy, thì nó có những cái loại nó đi toàn bộ cơ thể, nó phát hiện cho chúng ta xem cái chỗ xương này có bị tổn thương không, hay chỗ sọ não bị tổn thương, thì nó lại huy động các cái tế bào khác đến tập trung đấy, khoanh vùng cái tế bào vào và tiêu diệt tế bào ung thư. Đấy là một quan điểm mà nhất quán ở Việt Nam và nước ngoài, thế điều trị tại chỗ và điều trị toàn thân như thế thì mới có hiệu quả. Cảm ơn y học, cảm ơn khoa học đã cho tôi một phương pháp điều trị gọi là hiện đại nhất. Một lần nữa thì cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Thảo. Cảm ơn bác đã tư vấn tham vấn cho những cái trường hợp ngày hôm nay. Cảm ơn Quốc Trường rất là nhiều. Mong rằng những cái tin vui sẽ đến với gia đình ngày hôm nay. Và số điện thoại của nhân vật đang chạy trên màn hình quý vị nhé, hãy liên lạc, hãy nhắn tin, hãy động viên, hãy chia sẻ bất kể điều gì mà chúng ta có thể làm được tốt nhất có thể cho chương trình Như Một Điều Ước. Quay trở lại với cái câu chuyện của gia đình mình, chương trình Như Một Điều Ước có một cái phần quà nhỏ nhỏ thôi, quà nhỏ nhưng mà với tấm lòng và cái mong ước là tụi em trao cho anh chị sự lạc quan. Anh chị hãy tin luôn luôn có người đồng hành cùng với gia đình anh chị. Đây là phần quà của nhãn hàng Amity, những cái nhu yếu phẩm như là nước giặt, nước xả, nước rửa chén để mình sử dụng trong gia đình. Còn đây là một chút tấm lòng của chương trình Như Một Điều Ước. Thôi mình cứ ngồi xuống cứ tự nhiên. Để nói đầu tiên là con xin cảm ơn chương trình đã đến đây, đi đường xa đến đây giúp đỡ gia đình con. Và con cũng có một cái chia sẻ là đến với những người xem chương trình, là có một số người là cũng đang bị bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo giống như cha mẹ con. Thì con cũng mong là các cô, các chú, các anh, các chị thì luôn giữ được cái tinh thần lạc quan giống như con, để có thể mau hết bệnh. Cảm ơn cái điều chia sẻ của con. Thật sự đó là giống như một người đang truyền cảm hứng về tinh thần sống lạc quan của một chàng trai dù còn nhỏ tuổi thôi nhưng mà có tư duy rất là sâu sắc. Một lần nữa thì Bảo Anh xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành để mà lắng nghe, chia sẻ với câu chuyện của gia đình chị Xưa và anh Bằng, cũng như là chàng trai trẻ, chàng Khoa ngày hôm nay của chúng ta. Và quý vị nhìn thấy số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để mà quý vị ơi, chúng ta có thể giúp đỡ cho gia đình anh chị và tiếp bước thêm cho em Khoa có thể hoàn thành những cái lớp học của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả và chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ luôn lạc quan, yêu đời và có thật nhiều sức khỏe.